chào các bạn, lại là Ruby của mọi người đây. Hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị bệnh nhân số không thế giới lúc này xuất hiện một loại virus vô cùng đáng sợ những người nhiễm phải loại virus này sẽ xuất hiện xu hướng bạo lực nghiêm trọng. Thậm chí còn tấn công người khác mà người bị tấn công trong vòng 90 giây cũng sẽ bị biến đổi. Những người bị biến đổi này chính là đám Jami mà chúng ta đã biết. Các nhà khoa học đặt tên cho căn bệnh này là bệnh chó điên hả? Căn bệnh này đã nhanh chóng lan ra toàn thế giới. 6 tỷ người bị nhiễm bệnh. Đối mặt với tình trạng khẩn cấp này, những người chưa bị nhiễm bệnh đành phải trốn xuống dưới lòng đất, xây dựng một khu tị nạn lớn ở dưới tầng hầm. Rất nhiều nhà khoa học cũng tập trung lại đây quyết định cùng nghiên cứu ra thuốc giải máu. Gan cũng là một trong những người may mắn chưa bị nhiễm bệnh, nhưng không giống như những người khác, bên trong cơ thể anh ta có kháng thể chống bệnh, thậm chí còn có thể giao tiếp với zombie. Nhưng ngay cả các nhà khoa học cũng không thể giải thích được hiện tượng này. Trước mắt, điều bọn họ cần làm nhất chính là tìm ra người nhiễm bệnh đầu tiên trong đám zombie cũng chính là ca nhiễm ev không hy vọng có thể thông qua đó để nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh. Hôm nay, nhà khoa học Rina thông báo khẩn gọi món canh tới phòng nghiên cứu. Hóa ra, dưới sự trợ giúp của quân đội, bọn họ đã bắt được một người bị nhiễm bệnh. Cô hy vọng móc gan có thể nói chuyện với zombie, từ đó lấy được manh mối có giá trị. Trong quá trình thẩm vấn, móc gan đặt tên cho Rami là dây. Mặc dù xoay không ngừng dễ dụ phản kháng nhưng dưới sự uy hiếp của móc gan, anh ta vẫn thành thật. Trả lời câu hỏi chính vào lúc móc, đoàn định tiếp tục thẩm vấn xoay một vị thượng tá đột nhiên xông vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ. Nét cho rằng việc này chỉ thêm lãng phí thời gian chứ chẳng có tích sự gì anh ta thậm chí còn dứt khoát nổ súng bắn chết con giảm bí đó điều này khiến móc gan vô cùng tức giận hai người đàn ông lập tức xông vào nhau cuối cùng cuộc thẩm vấn jamie cũng buộc phải dừng lại ban đêm móc gan đến phòng giam của đám giam hóa ra nhiều năm trước vợ của anh đã từng bị giam bị cắn để cứu vợ anh mới đồng ý tham gia kế hoạch nghiên cứu do huyết thanh chữa bệnh mỗi buổi tối anh sẽ đều mang tới cho vợ một ống tiêm huyết thanh của chính mình như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn cho người vợ nhưng cô vợ sau khi bị biến đổi lại không muốn gặp móc gan điều này khiến anh vô cùng buồn bã sau khi đưa đồ xong, nhìn thấy cô vợ vẫn không có ý định gặp mình, Morgan chuẩn bị quay người rời đi. lúc này, cô vợ đột nhiên nói em thường nghe thấy tiếng nhạc. hóa ra những zombie bị nhiễm bệnh vô cùng sợ hãi. âm thanh của tiếng nhạc Morgan biết đây chính là nỗi khổ mà người vợ phải chịu khi ở trong tù giam. rất nhanh ra, mi thứ hai bị trói lại rồi được đưa tới phòng thí nghiệm. Đoàn quyết định đặt tên cho nó là Ben. chính vào lúc binh sĩ định trói nó lại đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi dây trói. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nhà khoa học mập lập tức xông lên khống chế zombie nhưng anh ta không may bị giảm. Vì cảnh những người còn lại lập tức mở đồng hồ đến ngược 90 giây, bọn họ định cắt đứt tay của anh mập để ngăn chặn virus lan ra vùng khác. Nhưng cho dù mọi người có cố gắng như nào đi chăng nữa, anh mập cuối cùng vẫn bị nhiễm bệnh. Chính vào lúc anh ta ngồi dậy chuẩn bị tấn công đồng nghiệp, thượng tá nát sở bên cạnh chỉ đành nổ súng bắn anh ta. Sự việc ngoài ý muốn này khiến cho tất cả mọi người bị ám ảnh tâm lý để nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết, ngăn chặn bi kịch xảy ra lần nữa móc ra lập tức tiến hành thẩm vấn. đi lúc đầu tay còn không muốn phối hợp mắc gan, chỉ đánh phát nhạc để đe dọa tình sau khi nghe thấy tiếng nhạc cái đau đớn liên tục la hét cuối cùng cũng thỏa hiệp lúc móc gan hỏi về tin tức của ép. không sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi lại không muốn phối hợp nữa cho dù móc gan có giơ súng lên uy hiếp bay cũng không hề sợ hãi cuộc thẩm vấn lần này chỉ có thể dừng lại để nhanh chóng điều chỉnh ra ca nhiễm mv không móc gan dựa vào sự hiểu biết của mình để đi tìm tư lệnh đàm phán anh hy vọng có thể thông qua địa điểm mà hai giam bị nói ra tiến hành khoanh vùng phạm vi tìm kiếm nhưng thượng tá Naka sở bên cạnh lại dứt khoát phản đối anh ta nói rằng không muốn mang mạng sống của cấp dưới ra chơi đùa. Đêm hôm đó móc gan lại tiếp tục đến tìm vợ. Cô ta nói rằng không muốn tiếp tục sống cuộc sống trong nhà giam như này nữa. Cầu xiêm móc game thả cho cô tự do nhưng móc gan lại cổ vũ vợ mình, còn hứa nhất định sẽ nghiên cứu ra huyết thanh chữa bệnh cho cô, sau đó sẽ cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc. Lúc trở về phòng thí nghiệm, Vina tìm đến móc gan. Hai người đang thảo luận về những kẽ hở trong nghiên cứu huyết thanh rina đột nhiên đề nghị móc game từ bỏ việc cứu vợ bởi vì huyết thanh của món gan chỉ có thể ngăn chặn bệnh không lan rộng ra chứ không thể hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh làm như vậy chỉ khiến cô ấy càng thêm đau khổ thực ra trong thời gian này làm việc cùng nhau rina đã có tình cảm với móc gan bên này thượng tá nết dẫn theo gấp rưỡi đến phòng hỏa táng chuẩn bị tiến đưa những binh lính đã chết chính vào lúc bọn họ đang tiến hành nghi lễ ram bi giả làm binh lính đột nhiên đứng dậy tấn công hành động của con giam bi này rất nhanh nhẹ rất nhanh đã xử lý xong tất cả binh sĩ xung quanh chính vào lúc sắp bị giết anh kịp thời tới cứu anh ta một mạng. Sau đó, con giam bi này bị nhốt vào phòng thẩm vấn dựa vào danh thiếp trên người ông ta. Bọn họ biết được con đi này tên là Mai, là một giáo sư đại học. Lúc này xảy ra một cảnh tượng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Mai không hề sợ hãi, tiếng nhạc còn bình tĩnh lấy điếu thuốc ra hút mót gan, không biết làm thế nào, quyết định lập tức thẩm vấn ông ta. Hóa ra Mai đã bị học sinh của mình lây bệnh. Sang. Sau khi ông ta biến thành giam, Bi đã tàn nhẫn ra tay giết hại vợ và con gái của mình, nhưng ông ta nói rằng mình không hề hối hận. Hơn nữa rất hưởng thụ quá trình này. Ông ta còn ngạo mạn nói rằng những người nhiễm bệnh biến thành da mi là một chủng loài tiên tiến, con người sẽ sớm bị bọn họ thay thế. Nghe thấy những điều này, móc gan vô cùng tức giận, thậm chí suýt nữa thì mất đi lý trí tấn công. Ngoài may thay, ra kịp thời ngăn cản móc gan. Sau khi lấy lại bình tĩnh, đột nhiên ý thức được bản thân nãy giờ toàn bị mai rất mũi. Rất có thể ông ta đang giấu bí mật nào đó, thế là móc và lập tức tiến hành khám xét người ông ta nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường sau đó móc đoàn đi tới phòng giam, giam. Bi muốn tìm ra Mi Ben, nhưng anh lại kinh ngạc phát hiện ra phe đã tự sát. Anh thấy vậy, lập tức tiến hành kiểm tra cơ thể hắn ta. Kết quả phát hiện ra một cái máy tín hiệu móc đoàn ý thức được sự nguy hiểm, lập tức đi tìm tư lệnh, bọn họ lập tức mở một cuộc họp khẩn, móc gà nói. Đám giam Mi này có khả năng đã biến đổi, có năng lực, suy nghĩ mạnh mẽ, có khả năng đang thực hiện kế hoạch đột nhập vào khu an toàn món gan vừa nói rất lời, nơi ở của những người chưa bị nhiễm bệnh đã bị tấn công. Vô số giam nhảy từ trên cao xuống. Cứ như vậy, rất nhiều người dân và binh sĩ đã bị giảm, bị sát hại móc. thấy tình hình không ổn, quyết định lập tức đi tới phòng giam cứu vợ mình. Lúc này tại bộ chỉ huy quân đội cũng bị đám zombie tấn công. Trong lúc bỏ chạy, thượng tá nát vì bảo vệ bản thân mà nhẫn tâm sát hại tư lệnh. Chuyện này khiến Vina vô cùng khinh thường, bởi vì tư liệu nghiên cứu vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm. Di nào muốn đi tới đó để lấy tài liệu nhưng lại bị nát phản đối. Hai người rơi vào tranh chấp kịch liệt. Trong lúc xô đẩy, Rina không cẩn thận nổ súng bắn chết nát. Sau đó, cô lập tức đi về phía phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, món Gan thuận lợi đến phòng giam cứu được vợ ra. Lúc hai người bọn họ chuẩn bị rời đi, lại trùng hợp gặp được Duyên Á đi ngang qua, thấy tình hình đã không thể khống chế chứ. Ba người quyết định lập tức lấy đi tài liệu và thiêu bản dự phòng thí nghiệm. Lúc ba người bọn họ chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm, phát hiện mọi nơi đều đã bị rầm bị bao vây, bọn họ quyết định trèo lên ống thông gió trên đỉnh trần nhà. Sau khi một hồi chắc chờ ba người thuận lợi đi tới cửa ra, lúc này bọn họ gặp được may vừa được đám giam y cứu ra nhìn đám người trong khu tị nạn đã bị tiêu diệt hết lúc này quyết định nói ra chân tướng hóa ra mắt gan mới chính là f 0 mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm bởi vì máu của anh quả thực có thể loại ngừa virus sự thật này khiến cho móc gan không biết phải làm thế nào bởi vì tương lai của giam bi mai quyết định tự mình giải quyết mất gan hai người nhanh chóng lao vào chiến đấu với nhau nhưng móc bẩn căn bản không phải là đối thủ của giam bi nhìn thấy vợ và rina cũng bị đánh ngã ra đất lúc nguy hiểm mất gan quyết định liều mạng với mày cứ như vậy anh ấy đẩy mạnh về phía thanh sắt phía sau lưng thanh sắt cùng xuyên qua hai người họ đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, một đám đông giảm đi xuất hiện chính vào lúc mát gan, cho rằng mình sắp chết ở đây, vợ anh đột nhiên hy sinh bản thân mình. Cô liều mạng chặn đám giam bị ở ngoài cửa còn dã dò móc gan phải chăm sóc tốt cho Na đang mang thai, con của anh. Móc gan đau khổ chỉ có thể dưng mắt nhìn người vợ hy sinh tính mạng để cứu mình cuối bộ xin móc gan dẫn theo Sina. Thuận lợi rời khỏi chỗ đó. Lúc này anh đã tin vào sự thật mình chính là bệnh nhân áp không, bởi vì người vợ sau khi sử dụng huyết thanh của anh hả? Ở thời khắc cuối cùng, ánh mắt cô lóe lên hào quang nhân tính của con người hà anh quyết định sẽ mang theo hy vọng cuối cùng của con người tiếp tục chiến đấu với đám giam đi bộ phim đến đây cũng kết thúc hả cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại